Rồi, chào tất cả anh em. Chào tất cả các bạn ha. Thì mình cũng đầu video mình cũng là gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã dành thời gian theo dõi video mình ngày hôm nay. Thì kênh mình cũng rất vinh dự được cũng đông đảo anh em đã đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh mình để kênh được tồn tại đến ngày hôm nay và cũng kênh cũng đang trên cái đà phát triển. Thì đồng hành cùng các bạn ở cái bộ môn câu cá giải trí thì trong thời gian gần đây thì kênh mình cũng theo yêu cầu của anh em thì kênh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cái công việc là review cũng như chia sẻ những cái dòng sản phẩm lưu trên thị trường hiện nay mà nó ok để cho anh em tham khảo. Thì trước mặt mình đây là hai cái dòng sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Đây là hai dòng sản phẩm của hãng đồ câu Abu Garcia, một cái dòng thương hiệu của Mỹ. Dòng thương hiệu này Abu Garcia thì nói đến dòng hai dòng sản phẩm này thì anh em biết rồi. Nói đến cây cần câu thì anh em sẽ nghĩ đến một dòng cần nó rất là khỏe. Khỏe dẻo dai. Dòng bạo lực. Nói đến dòng máy thì anh em biết rồi, dòng máy Abu thì một trong những cái dòng thương hiệu mà nó cũng đã rất là nổi tiếng, được nhiều anh em rất là ưa thích. Nhất là những anh em cần thủ mà chơi thiên về tính bạo lực. Đó, một cái dòng sản phẩm nó rất là bền khỏe. Thì thời gian gần đây thì anh em thấy những cái hãng đồ câu chẳng hạn như Shimano nè, Daiwa thì họ luôn luôn cải tiến cái dòng sản phẩm của họ, cũng như là những cái sản phẩm của họ luôn được đổi mới liên tục. Thì Abu Garcia thời gian gần đây cũng không ngoại lệ anh em. Họ cũng đã đầu tư, họ đã cũng đã nâng cấp rồi, mẫu mã càng ngày nó càng đẹp lên. Nhưng mà đặc biệt của Abu Garcia là cái giá họ là giá nó tầm trung thôi. Anh em rất là dễ tiếp cận. Dễ tiếp cận ha. Thứ hai nữa là cái chất lượng sản phẩm thì nó cũng rất là ok. Anh em chơi anh em rất là thích. Vừa máy vừa cần, nói chung là cái nào cũng ok hết, nhưng mà giá nó tầm vậy, tầm trung thôi, nó không phải cao vút lên vậy ha. Anh em rất là cần thủ rất là ưa thích và cũng đã sử dụng nó và đánh giá nó rất cao. Thì sản phẩm mình hôm nay mình giới thiệu đến anh em, thứ nhất là mình sẽ giới thiệu đến một cái dòng máy mới. Dòng máy này nó mới xuất hiện thị trường mình khoảng tầm hơn 1-2 tháng nay thôi, nhưng mà hôm nay mình mới có cơ hội để đem về giới thiệu đến anh em ha. Rồi đi vào vấn đề luôn, cụ thể luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng máy là Abu Max STX. Thì mình sẽ quay sơ lược về cái tổng quan của cái máy này cho anh em xem luôn. Đây là cái hệ thống thắng, cái ốp spool đó, mặt bên đây. Đây là đối diện là cái tay quay nè. Đấy. Thì mình sẽ quay tổng quan cho anh em xem, rồi mình sẽ giới thiệu cho anh em biết về cái những cái ưu điểm của cái máy này, cái gì nó có gì hay ho mình sẽ chia sẻ cho anh em ha. Đó. Nhà gần đường nên xe nó chạy thường xuyên, anh em thông cảm ha. Rồi, để trước khi vào chi tiết cái máy thì mình sẽ đọc cái thông số kỹ thuật cho cái máy này cho anh em xem luôn ha. Đây. Thì máy này thì nó có 6 cái bạc đạn nha anh em, 6 bạc đạn. Thì 6 bạc đạn này là đặc biệt là bạc đạn thép không rỉ. Đó. Đây là 6 cái bạc đạn thép không rỉ. Cái dòng tua nó là tua 6.4 anh em. Thì dòng tua 6.4 thì anh em biết rồi, những cái máy mà dòng tua càng thấp thì nó sẽ càng khỏe. Đó, anh em thấy không, cái độ chịu tải đó là 6.8 kg. Đó. Thì anh em thường anh em thấy những cái dòng máy khác thì tầm 5 kg, 6 kg là ghê rồi phải không. Máy này nè, độ tải cá của nó là 6.8 kg, thì anh em biết rồi nó khỏe tới cỡ nào rồi ha. Thì đây là cái dòng máy bạo lực.
Rồi cái độ thu dây nữa nè, độ thu dây nó thì nó quay một vòng thì nó thu được 64 cm, một vòng nó được 64 cm nè anh em. Đó, cái máy này nó không chậm đâu nha, 6.4 nè, nhưng mà nó thu một vòng là 64 cm nè. Nó nặng, nó rất nhẹ anh em ơi, nó nặng chỉ có 220 gram thôi, 210 gram chứ, chỉ có 210 gram thôi. Độ chứa dây nó là dây mà 0.32 nè, thì nó vào được 110 mét. Máy này vào rất được rất nhiều mét anh em. Dây 0.32 mm nè, mình thì thường xài khoảng 1.5, 2.0 thì nó tầm khoảng 0.2 đến 0.23 là mình vào rất được rất nhiều dây anh em. Đó. Đây là cái model của cái máy nè. Max STX. Thì cái STX này là cái gì, một hồi mình sẽ giới thiệu cho anh em luôn ha. Đây là một cái dòng máy rất mới của Abusea. Cái dòng máy nó rất là nhiều ưu điểm, nó nhiều cái hay ho, mình sẽ nói cho anh em luôn. Đây là cái tên của nó là Max STX. À, nó để chữ Max STX. Kế cái Max STX này thì nó có một cái công tắc. À. Đây là cái công tắc nè. Có anh em nào đoán được cái công tắc này nó có tác dụng gì không? Đây. Thì nói chung mình cũng dành thời gian mình tìm tòi rồi mình mới biết được cái công năng của cái công tắc này anh em, chứ mới đầu thì mình cũng không biết luôn. Mình cũng không biết là cái công năng của cái công tắc này để làm gì ha. Thì mình sẽ dẹp cái cần qua bên để cho nó trống, để nó để mình dễ nói cho anh em nghe luôn. Thì cái công tắc này nè, cái công tắc này là nó có cái tác dụng như thế này. Thường thì anh em để ý nè, mình bấm khóa ha, bấm xuống đây, anh em thấy cái nó nhảy lên không? Mình bấm xuống nó không xuống nè, bấm xuống nó nhảy lên, bấm xuống nó nhảy lên nè. Đó. Đây là khi mình bật chế độ on, còn khi mình bật chế độ off nè là tắt. Thì mình bấm xuống nè, bình thường không? Quay nhảy lên, bấm xuống, quay nhảy lên. Đấy, anh em thấy hay ho chưa? Khi anh em đụng độ với Hugo á thì thường á là anh em sẽ bấm cái khóa này, để là mình kìm tay mình chờ để cho cá kéo rồi mình quay cò nó nhảy lên. Nhưng mà nó có cái công tắc này nó rất là hay nè. Khi mà anh em bấm nha, anh em bấm vào nút on, dính cá to phải không, dính Hugo phải không, anh em bấm nút on là khi mà cá mà nó kéo quá lực thì anh em cứ gạt cái tay mình xuống cái khóa này, bóp cái tay xuống khóa này là dây nó chạy để cho cá lôi. Mà mình khi mà mình muốn ngưng không cho nó lôi nữa thì mình buông tay lên là cò nó sẽ nhảy lên ha. Cò nó nhảy lên là dây nó không có trôi ra nữa. Cò nhảy lên là lúc này là khóa đã bật lên rồi, anh em là cứ quay tới thôi. Đó, nên cái công tắc này nó rất là hay luôn. Những con cá to á, mình thường nó kéo xong mình thấy nó nặng quá mình phải bấm á nè, mình phải bấm khóa để cho nó lôi, xong rồi mình quay lại cò nó lại tiếp tục nhảy lên, là muốn cho nó lôi, muốn thả dây thì phải bấm nữa. Nhưng mà cái này không có, anh em chỉ cần bấm cái công tắc này lên là anh em sẽ chủ động trong khi mình dòng cá ha. Đó, đây là một cái điểm rất là hay ho của cái máy này. Tiếp theo cái máy này nữa là mình sẽ giới thiệu đến anh em nè. Cái máy này á, cái nhìn nó rất là hầm hố phải không? Nhưng mà nó rất nhẹ anh em, nó chỉ có 210 gram thôi. Thì tại sao nó nhẹ giống vậy thì anh em biết là nó là cái khung, nó là khung carbon. Cái khung của cái máy này nó làm bằng chất liệu carbon. Cái vỏ nó là chất liệu graphite. Nó rất là nhẹ. Đó. Ưu việt là nó chống, nó chịu da đập, nó chịu da đập, cái sức chịu da đập nó rất là cao. Bởi vậy khi mà anh em á, mà để nó bị da đập đó, vô tình anh em để nó bị da đập đó là nó sẽ khó bể nha, body nó rất là khó dở, do cái chất liệu này nó rất là tốt. Bên cạnh đó thì nó rất là nhẹ,
nó nhẹ để cho khi mà anh em lỡ mà làm gớt hoặc là bị va đập vào đó nó không có dễ dở cái body của mình ha, không bị hư máy. Rồi một cái hay ho nữa là anh em thấy không, thấy mình quay không nè, nhẹ nhàng anh em thấy không, nó im ru luôn. Thì cái máy này tại sao mà nó quay im như vậy anh em, chỉ có 1,5 triệu thôi. Nó mình cũng báo giá cho anh em biết luôn, nó chỉ có 1,5 triệu thôi, nhưng mà anh em thấy nè, nó im ru và rù luôn. Thì cái máy này nó quay im giống gần giống như những cái dòng máy mà cao cấp của Shimano á, những cái dòng mà găng nhuyễn á. À đây, thì nó quay im là do ở cái chỗ cái hệ thống con lăn chỗ này nè, gần chỗ cái con lăn chỗ này nó có thêm một cái bạc đạn anh em, nó có một con bạc đạn chỗ con lăn này nè, đó, nên khi mà anh em quay nó rất là trơn mượt, rất là trơn mượt. Thế khi mình quăng á, mình quăng nó ra dây á, con lăn á nó chạy, con lăn nó chạy ở đây cái nhông ở đây, mà ở đây là cái bạc đạn nên anh em nó sẽ giảm ma sát rất nhiều, anh em quăng dây nó ra rất là đều luôn, dây nó ra đều, nó im ru luôn. Nói chung anh em nào mà đã chơi qua con máy này thì anh em biết rồi, nó cái độ im của nó như thế nào anh em biết rồi ha, chỉ 1,5 triệu thôi mà mình không nghĩ là nó nhiều cái công năng, nhiều cái hay ho giống vậy nè. Cái tay cầm, đặc biệt cái núm tay cầm đó nè anh em, cái núm nó rất là to ha, anh em cầm rất là phê, cái núm này cầm anh em dòng cá rất là phê luôn, nó to lắm anh em, nó to. Rồi một cái nữa mình sẽ mở cái nắp chụp xì bun này ra nè, mình sẽ cho anh em xem một cái hay ho nữa của cái máy Abu này. Thì cái dòng Abu thì nhiều anh em mới cầm lên nó thì không biết mở cách nào đâu, nó đâu có gì đâu, đâu có cái khóa, đâu có lẫy gì đâu mở, nhiều anh em không biết cách mở luôn, mình sẽ chỉ cho anh em luôn. À ở đây này nó có một cái chốt này, anh em thấy không, đây có chốt nè, chỗ cái đầu ngón trỏ mình nè, anh em lấy cái móng tay ha, anh em lấy móng tay này em kéo ra, thấy không nè, anh em lấy cái tay kéo ra, xong anh em dặn lấy cái tay này, dặn cái nắp này ngược lên nha anh em, không có dặn dặn xuống mà dặn lên nha đó, dặn lên anh em thấy không, mình chỉ dặn lên vậy cái mình lấy ra nè. Rồi cái máy này nó thắng tự anh em, đây là hệ thống thắng tự của nó nè, nó có 2 4 5 5 viên 500 đó. Thì cái này thì mình không cần phải nói rồi, này hệ thống thắng tự thì nó dùng từ trường để nó thắng thôi. Anh em chỉnh số lớn số nhỏ ở đây nó chỉ có hai dấu chấm là min và mát thôi, thì anh em cứ tùy theo cái cách quăng của anh em mà mình tăng hoặc giảm ha. Đây là cái hay ho của này, thì cái máy này cái mô pin nó là bằng chất liệu alumin, nói chung alumium, nói chung nó chất liệu nó rất là bền và nó nhẹ. Rồi cái bạc đạn đây là cái bạc đạn của nó, anh em nhìn ở bên ngoài á nó sáng giới luôn, nó dạng là thép cao cấp, thép không gỉ anh em, bạc đạn đây nè. Nhưng mà cái hay ho nhất ở đây á là cái cốt của cái máy này, đây là anh em mình cho anh em xem cái cốt này, cái cốt của cái máy này nó rất là to luôn, nói chung là nó to hơn cái những cái dòng máy khác đấy. Thì nhiều anh em mà ở cái những cái vùng mà nước nước lợ á, thì anh em chơi cái máy này là y bài luôn nha. Anh em chơi những cái dòng máy kia thì khả năng là nó cái máy nó rất là mau hư, nhưng mà chơi cái máy này thì hạn như anh em chơi cái máy kia được năm thì anh em chơi cái máy này khoảng được năm mấy 2 năm mới hư. Đó. Anh em thấy không, thấy nó quay nó im ru luôn. Anh em nào mà chơi qua cái máy này bảo đảm mình thích ngay luôn chứ không cần nói nhiều luôn. Thì đây là cũng là cái lý do để mình giới thiệu cái máy này đến anh em ngày hôm nay ha. Thì hiện tại shop mình cũng đang kinh doanh cái máy này với giá là 1,5 triệu. Nó anh em thích thì anh em cứ inbox với mình. Số điện thoại cũng như đường link Zalo, Facebook thì mình để dưới phần mô tả video nha anh em. Quá tuyệt vời cho một cái dòng sản phẩm của Abu. Chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh em, chỉ có 1,5 triệu thôi. Thì anh em nhìn ngoại hình nó đẹp chứ, nhìn rất là đẹp nha anh em, bao nhiêu là công nghệ trên đây luôn.
Nói chung Abu đợt này làm một cái máy này cũng là một bước đột phá này nè. Nói chung nó chỉ có 1,5 triệu thôi nhưng mà nó rất là nhiều đồ chơi đây này, nhiều cái hay ho ha. Đó, ok. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng cần bạo lực nữa. Thì dòng cần bạo lực này thì nói chung nhiều nhiều anh em biết rồi nhưng mà có thể nhiều anh em vẫn chưa biết được cái cần này, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến một cái cần này cho anh em tham khảo luôn. Đây đây là cái cần hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em nè. Đây là cái cây Bass Bet 3, này là cái tên cái model của cần BBC 702. Thì cây này là đọt đọt H nè anh em. Cây này là đọt H. Thì cây này nó tải mồi từ 10 đến 56 gram. Nó dành cho anh em đánh bạo lực. Đó, cây này thì mình sẽ lấy cái này ra cho anh em xem ha, lấy cái cần này cho anh em xem. Nói chung nhìn cái bao bì nó không là đã phê rồi. Đó, dòng cần nó đẹp từ trong ra ngoài nha anh em. Tới cái bao bì nữa không là mình nhìn nó phê rồi. Nó cua cho anh em xem luôn. Đây. Đó, đầu tiên thì anh em thấy cái gì không? Này cái miếng đỏ đỏ hồng hồng nè. Miếng đỏ hồng hồng này là cái giấy khai sinh của cây cần này anh em. Không có miếng giấy này là không có chứng minh được cây cần này là hàng chính hãng hay không chính hãng nha. Nó có mã vạch luôn anh em. Cây cần này có mã vạch luôn. Khi anh em đem về á, ngoài cái bao bì nó có cái mã vạch, anh em cứ chép ra nguồn gốc nữa ha. Đây là hàng chính hãng của Abu Garcia. Đây mình sẽ quay sơ khảo về cái ngoại hình nó cho anh em xem luôn. Đó, đây là cái giấy chứng nhận hàng chính hãng của công ty Abu Garcia. Đó, giấy này nó theo cần luôn anh em. Cần mà không có giấy này là không phải cần chính hãng đâu nha. Đây nó có mã, có tên tuổi của cái cần đây luôn nè. Đó. Thì cây này nó thứ nhất là mình thấy cái mẫu mã nó rất là đẹp anh em, mẫu mã rất đẹp. Đây là cái đằng sau cái cán cần này, phía dưới cán cần nè. Đây là cái logo Abu Garcia, nó được mạ đồng rất là đẹp. Nó đây cái logo của nó nè. Cán carbon, ở đây mút Eva, lên đây là cán bằng nha anh em, đây cán bằng nè. Đây cái bắt máy. Cầm vô cái cần là nghe nghe cái mùi đẳng cấp của nó. Cầm vô nó mát lạnh nha anh em, cầm vô cái cần nó mát lạnh. Đây là cái tên. Tên của cái cần Bass Bet 3 BBC 702H. Nó là công nghệ của nó là carbon sáng trong. Thì cây này là nó cái thân nó là đen mờ anh em, cái thân nó là đen mờ, phủ đen mờ, anh em cầm vô nó rất là nó mượt. Cầm vô nghe nó phê lắm. Cái cần này nó có 10 khoen anh em, 10 khoen nhưng mà khoen Fuji hết nha. 10 khoen. Rất là đã. Khoen cánh bướm từ A tới Z nha. Đặc biệt cái cần này là nó có hai khoen dưới gốc nha. Ở đây một khoen thứ nhất nè. Đây khoen thứ hai. Đấy, khoen thứ hai. Nó có hai khoen gốc là 8 khoen ngọn ha. Thì đặc biệt cái cần này nó khoen ba chân hết. Đây là một khoen ngọn nè, một khoen nè, 2 3 4 5 6 7 8. Đây là cái đầu bu chống sắn. Đây tất cả các khoen đều ba chân hết.
anh em thấy cái độ xịn sò của nó không? Thì đây là một cái dòng cần nó thiên về bạo lực nên nó tất cả các phen nó làm rất là kỹ anh em, nó độ phủ keo nè, cho phủ keo quấn chỉ nè, đặc biệt cái khoen nó làm rất là thấp luôn, cái khoen nó làm rất là thấp, nó ôm vô cây cần nè, nó ôm sát cho cây cần nè, nên cái độ chắc chắn nó thì anh em khỏi phải bàn rồi. Thì giờ đây là một cái dòng cần bạo lực của Abu Garcia. Thì hôm nay là mình nhiều anh em yêu cầu mình tìm một cái bộ nào đó cho anh em đánh bạo lực. Thì nói chung qua một thời gian tìm hiểu thì mình thấy cái dòng Abu này nó rất là ok. Thứ nhất là giá cả, thứ hai là mẫu mã, thứ ba là chất lượng. Thì mình thấy ba cái yếu tố này là ok hết, nên mình cũng thấy ok thì cũng gắng sưu tầm và giới thiệu đến anh em ha. Cái tổng quan cho anh em xem lại một lần nữa ha. Cần rất đẹp anh em ơi. Để mình gáp vô cái máy này cho anh em xem thử. Nhà ở gần đường anh em nên xe nó chạy liên tục, anh em thông cảm ha. Đây. Rất đẹp nha anh em. Đó. Anh em thấy sao? Đó, anh em đem bộ này mà đi nạy Hugo thì khỏi bàn luôn. Bộ này mà đem nạy cá chẽm tầm mười mấy 20 kg cũng ok luôn, không có vấn đề gì đâu. Quá đẹp anh em ơi. Ok, còn chần chờ gì nữa anh em, điện thoại ngay. Điện thoại mình là 0963166400 anh em. Đường link Zalo, Facebook cũng để dưới phần mô tả video ha. Đó. Quá tuyệt vời cho một cái sản phẩm của Abu Garcia, một cái dòng cần máy bạo lực. Mình báo luôn cho anh em biết luôn. Thì cái cần này là hiện nay là shop mình đang kinh doanh với giá là 2.350.000. 2.350.000 anh em. Quá tuyệt vời. Chắc phải làm bộ đánh quá. Phải chôm bộ đánh quá anh em. Đã quá. Rồi. Thì video thì chủ yếu là mang tính chất review cũng như là giới thiệu sản phẩm cho anh em tham khảo thôi. Thì ngoài review ra thì mình cũng bên cạnh đó thì shop cũng cung cấp tất cả các mặt hàng đồ câu, mà chủ yếu là môn bộ môn câu lưu thôi anh em. Anh em cảm thấy yêu quý mình cũng như muốn ủng hộ mình thì hãy cầm điện thoại lên điện thoại mình ha. Rồi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Thì chúc anh em một ngày vui vẻ. Chào tạm biệt anh em ha. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Anh em nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, đừng quên nhấn vào cái chuông để khi mình đăng video mới nhất nó sẽ hiện thông báo kịp thời đến anh em. Bye bye anh em nha.